Bất chấp cái nắng oi ả của mùa hè, dòng người đổ về khu vực Điện Quan Âm, Điện Pháp Chủ, Điện Tam Thế và Chùa Ngọc vẫn rất đông. Nhiều du khách cho biết, để tham dự đại lễ Phật đản lần này tại Chùa Tam Trúc, họ đã phải đi từ rất sớm. Tôi đến đây từ lúc 6:30 và tôi đi được gần hết, cũng chưa lên được đỉnh vì lắng quá. Đối với những du khách ở xa thì để đi đến Chùa Tam Trúc vào đúng ngày khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc 2019, họ đã phải đi từ rất sớm, thậm chí là trước đó một vài ngày. Tôi đến đây trước 2-3 ngày rồi, hôm nay là ngày đại sự, cho nên là tôi thấy là hôm nay tôi chọn ngày, hôm nay không có lúc nào mà như ngày hôm nay cả. Tôi đến đây từ hôm qua, là 1 giờ chiều hôm qua là bắt đầu đi và đến 10 giờ và đến 10 giờ tối là về đến đây và sáng ngủ tại chùa của thầy, sáng nay là vào dự lễ. Cũng do lượng người đổ về quá đông nên việc di chuyển gặp rất nhiều khó khăn. Du khách phải dừng xe và đi bộ hàng km mới có thể đến được các khu vực Viện Quan Âm, Điện Pháp Chủ, Điện Tam Thế và khu vực Chùa Ngọc. Đại lễ Vê Sắc 2019 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Trúc. Ngoài là một sự kiện vô cùng quan trọng của cộng đồng Phật giáo quốc tế, còn là dịp để Phật tử du khách thập phương về tham quan chiêm bái tại ngôi chùa lớn nhất thế giới.